các bạn. Trong video này, kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ chuyển màu hoặc là cách tạo chữ nhiều màu sắc ở trong Word 2013. Thì để thực hiện, các bạn mở chương trình Word lên. Các bạn tạo mới một trang văn bản. Ở đây mình xoay cái trang giấy sang cái khổ ngang để mình hiển thị kích thước phông chữ lớn để các bạn dễ theo dõi. Giả sử mình có một nội dung như sau. Giả sử mình có một đoạn văn bản nhỏ như thế này, mình sẽ tăng cái kích thước lên và đổi cái kiểu phông chữ. Bây giờ mình sẽ tô màu, chuyển màu cho cái nội dung này. Mình tăng kích thước thêm một chút xíu nữa. Thì việc đầu tiên đó là các bạn bôi đen cái nội dung mà các bạn cần chuyển màu. Tiếp theo, các bạn bấm vào biểu tượng chữ A để tô màu cho chữ. Thì tại đây, nếu các bạn muốn một màu duy nhất thì các bạn có thể lựa chọn các cái màu sắc ở trong cái bảng danh sách ở trên này. Còn nếu các bạn muốn tô màu sắc chuyển màu thì các bạn chọn là Radiant. Tiếp theo các bạn chọn là More Radiant. Thì ở trong mục Test Fill thì các bạn đánh dấu vào mục Gradient Fill. Tại đây thì các bạn sẽ có những cái lựa chọn. Ví dụ ở đây trong cái mục Radiant Stop thì các bạn lưu ý là các bạn có thể xóa hết những cái màu sắc ở đây. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn chữ của các bạn đầu tiên sẽ chuyển từ màu đỏ chuyển dần sang màu cam, thì tại cái điểm đầu tiên các bạn sẽ chọn là màu đỏ và cái điểm cuối là sẽ là một cái màu cam nhạt. Các bạn, nếu các bạn muốn thêm một cái màu chuyển nữa thì các bạn bấm chuột vào cái vị trí bất kỳ ở trong cái thanh cuộn này và các bạn chọn một cái màu sắc theo ý của bạn. Và các bạn có thể tăng giảm cái màu này. Ngoài ra các bạn cũng có thể thêm một cái màu nữa để mà tạo cái hiệu ứng cho cái màu của chúng ta. Trong cái mục toy đây thì các bạn có thể lựa chọn một số kiểu chuyển màu của chúng ta. Đó. Thì các bạn cũng có thể thêm nhiều cái hiệu ứng màu sắc và trong cái màu chuyển của chúng ta như thế này. Như vậy là chúng ta đã viết được cái chữ chuyển màu ở trong Word 2013. Nếu các bạn muốn có thêm cái đường viền thì trong mục Test Outline thì các bạn có thể chọn cái mục là Solid Line. Ở đây thì các bạn chọn cái đường viền cho chữ để làm nổi bật thêm cái chữ của chúng ta. Các bạn có thể tăng cái kích thước lên và đổi một cái màu khác. Thì hy vọng với cách này các bạn có thể tạo ra nhiều cái hiệu ứng chữ đẹp cho cái văn bản của bạn được chuyên nghiệp và sinh động hơn. Thì hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn có thể bấm vào nút đăng ký hoặc truy cập vào website suymatinh.net để xem thêm nhiều video hay về thủ thuật máy tính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.